Ngày 8 tháng 3 tại công ty nhôm Đắk Nông TKV, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị khảo sát công tác xây dựng Đảng 5 năm giai đoạn 2020 đến 2025 và công tác phối hợp giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương tại Đắk Nông. Hiện nay tại Đắk Nông có một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đóng trên địa bàn các đơn vị đã thực hiện tốt việc đóng góp vào nhân sách nhà nước và thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Điển hình như công ty nhôm đắc nông TKV có doanh thu năm 2023 là 709 tỷ đồng, nộp ngân sách 522 tỷ đồng, lợi nhuận là 208 tỷ đồng. Đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác an sinh xã hội và tạo công an việc làm cho người dân địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười biểu dương các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã hỗ trợ Đắk Nông trong mọi hoạt động, đặc biệt là luôn đồng hành cùng tỉnh trong suốt 20 năm qua về công tác an sinh xã hội. Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức đảng, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đồng thời mong muốn đảng ủy khối tiếp tục có những ý kiến trên các diễn đàn để hỗ trợ tỉnh đắk nông tháo gỡ những khó khăn phát triển kinh tế xã hội nhất là về quy hoạch bô xít di cư tự do phát biểu kết luận hội nghị bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyễn long hải đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp hỗ trợ tỉnh đắk nông trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an sinh xã hội Đắk Nông tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn trong công tác đào tạo nhân lực, phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý đảng viên. Tại hội nghị, đoàn công tác của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng tỉnh Đắk Nông 70 căn nhà đại đoàn kết, trong đó TKV hỗ trợ 20 căn nhà với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng. Trước đó, đoàn công tác của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã đến thăm, tặng quà người lao động công ty nhôm Đắk Nông TKV